Ngô Kiến Huy nép sát vào Nhã Phương vì sợ ma. Trong phim Yêu Đi Đừng Sợ, chàng bắp vào vai ảo thuật gia nhát gan và có chuyện tình hài hước với cô nàng có khả năng nhìn thấy ma. Khác với hình tượng trẻ trung ngây thơ ở những tác phẩm truyền hình, trong phim điện ảnh Yêu Đi Đừng Sợ, Nhã Phương hóa thân vào cô gái bí ẩn tên Phương. Nhân vật này có phần kỳ quặc với phong cách thời trang bohemian, mái tóc dài uốn xoăn từ gốc tới ngọn. Cuộc sống của cô hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không bạn bè, không người thân bên cạnh. Cô còn có khả năng đặc biệt là nhìn thấy hồn ma. Cuộc sống của Phương thay đổi hoàn toàn khi gặp gỡ chàng ảo thuật Gia Tùng do Ngô Kiến Huy thủ vai trong một con ngõ nhỏ sương khói mờ ảo. Cô nàng lập dị với lối cư xử khác người đã khiến Tùng Lâm rơi vào tình huống dở khóc dở cười, nhưng anh không ngừng suy nghĩ về cô. Cả hai nảy nở tình cảm và có những giây phút hẹn hò vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, người thứ ba đã xuất hiện khiến chuyện tình của cặp đôi gặp nhiều trắc trở, đó chính là những hồn ma. Không ít lần, chàng ảo thuật gia nhát gan phải úp sát sau lưng bạn gái vì sợ ma. Yêu Đi Đừng Sợ được làm lại từ bộ phim Spellbound, lời nguyền tình yêu của Hàn Quốc. Tác phẩm gốc từng gây sốt trên màn ảnh xứ sở Kim Chi vào năm 2011 với sự tham gia của Son Ye-jin và Lee Min-ki. Ngoài Nhã Phương và Ngô Kiến Huy, phiên bản Việt còn có sự góp mặt của các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Buka, Ái Phương, Lê Hạ Anh, Cao Thái Hà, Ba Tây, Công Văn Dương. Phim sẽ ra rạp vào ngày 25 tây tháng 8. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!